nghệ sĩ Phương Dung hoa hồng cho Sớm Mai, tuổi 60 vẫn miệt mài làm phim, được mệnh danh là Thánh Bào Sâu, không con gái, vi vu khắp nơi và chuyện tình duyên lận đận. Mày kiểu lửa quá, được, tao đánh thì mày hết bị lửa nè. Mình không có được may mắn là mình có gia đình, mình không có được chồng, mình phải làm sao để khi về già, mình không phải khi mà bị bệnh đến nỗi mà không có tiền để mà chữa. Vừa mối phim Việt, bản tin phim truyền hình và các ngôi sao phim giờ vàng. Xuất hiện trong bộ phim dẫn đầu về lượt rating Hoa hồng cho Sớm Mai, nghệ sĩ Phương Dung gây ấn tượng khi vào vai bà Lê, người phụ nữ tham lam, ích kỷ và có phần nham hiểm. Sau khi ngăn cản con trai quen Hằng không thành công, bà Lê chấp nhận để cô làm dâu, nhưng hết lần này đến lần khác đưa người con gái khác mà bà cho là ưu tú hơn đến nhà. Với ánh mắt sắc lẹm, từng cách nhã chữ hay nhếch môi vô cùng tự nhiên đã giúp nghệ sĩ Phương Dung vào vai một cách nhẹ nhàng, chân thực. Với khán giả truyền hình, không phải đến bộ phim này mà từ trước đó đã luôn yêu thích khả năng diễn như không diễn của nghệ sĩ Phương Dung qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Đến hiện tại, nghệ sĩ Phương Dung cũng là một trong số ít nữ nghệ sĩ lớn tuổi đắt sâu tại phía Nam. Từ phim truyền hình, game show, sitcom, cứ có sự xuất hiện của cái tên Phương Dung thì đều hot rần rần. Không những vậy, nữ nghệ sĩ cũng xây dựng kênh YouTube và nhận quảng cáo. Vì thế mà biệt danh Thánh Bào Sâu đã ra đời và dành cho chị. Bản thân nữ nghệ sĩ thừa nhận mình là một người tham công tiếc việc. Chị từng có khoảng thời gian gác lại đam mê để đi theo tiếng gọi của tình yêu và phải nuối tiếc trong thời gian dài. Chính vì vậy mà ở hiện tại, chị sẽ tận dụng mọi cơ hội được đứng trước ống kính máy quay, đứng trên sân khấu và trân trọng từng khoảnh khắc đó. Sinh ra trong gia đình không có điều kiện, cũng không có ai theo nghệ thuật nên những ngày đầu làm nghề của Phương Dung gặp không ít khó khăn. Gia đình cơ cực, nữ nghệ sĩ cũng phải vừa học vừa làm để đỡ đần mẹ chăm lo cho các em. Thời điểm đó, Phương Dung chọn thi vào trường sân khấu điện ảnh vì vừa được bao ăn, vừa được học nghề sẽ giảm bớt gánh nặng rất nhiều. Có lẽ vì thế mà Phương Dung có phần già hơn tuổi so với nhiều người bạn đồng trang lứa. Cứ thế đến nay đã hơn 40 năm làm nghề, nghệ sĩ Phương Dung vinh dự được trao huy chương bạc trong liên hoan kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2008, trở thành nghệ sĩ hài được yêu thích nhất tại HTV Awards 2009, cùng với đó là gia tài những vai diễn để đời và nhiều giải thưởng cao quý khác. Không thể phủ nhận, dạng vai đanh đá, nóng tính xưa nay luôn được xem là vai diễn Donny đóng giày cho Phương Dung. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết tính cách ngoài đời của mình khá nóng nảy và trong tình yêu thì ghen khá nhiều. Thở vừa mới tốt nghiệp, Phương Dung may mắn được nhận về làm tại đoàn kịch nói của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Sau đó, chị nhanh chóng nổi tiếng và tỏa sáng với vai nặng ký trong vở Cơn Bão Cuối Cùng. Khi sự nghiệp vừa phất lên, chị chỉ vì đem lòng yêu một người trong đoàn mà bỏ qua lời khuyên của nhiều người mà bỏ nghề đi theo tình yêu bất chấp. Sau đó, chuyện yêu đương tan vỡ, nhưng Phương Dung không còn mặt mũi quay lại đoàn nữa. Chị nhận làm đủ thứ nghề để mưu sinh, từ bán cơm tắm, bánh cuốn đến nhận đồ về may tại nhà. Nghệ sĩ Phương Dung từng phải nỗ lực để lấy lòng mẹ chồng và gia đình chồng để họ chấp nhận con người thật sự của mình cũng như tình cảm của mình. Thế nhưng vợ chồng chị bên nhau chẳng được bao lâu cũng đường ai nấy đi khi đã hết duyên nợ. Sau này, nữ nghệ sĩ chấp vá tình yêu với một người đàn ông cũng từng lỡ một lần đò và có con riêng. Nữ nghệ sĩ cũng xác định mình đã lớn tuổi và không sinh được con nên hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu cũng lại rời bỏ chị đi. Ở tuổi 60, Phương Dung vẫn độc thân, không con cái và dành nhiều thời gian để đi chơi với bạn bè, làm thiện nguyện khi không có lịch quay.